bạn có thích cặp mắt này không? À, mình xin chia sẻ. Cặp mắt này các bạn gái có thể là đi ban ngày được. À, các bạn kẻ eyeliner đi ban ngày được. À, bạn đừng có gắn lông mi giả. Nếu như mà bạn nào muốn cho mình kêu gợi nhìn cho mình sexy một chút xíu, bạn cũng gắn lông mi giả cũng được, nhưng mà bạn gắn cái dạng mà lông mi mà để dành cho đi ban ngày ấy, ha bạn. À, mình chia sẻ một chút xíu tới là bộ cọ này ha, mà trong cái video này mình không có xài hết cọ, mình chỉ xài những cái cây mà mình cần xài thôi ha. Ok, trong bộ cọ này là nó có tất cả là 15 cây ha, nhưng mà mình ăn ý hết, cây nào mình cũng thích, cũng xài cũng ổn hết trơn á. Bạn biết là cái cọ này thì nó nhái theo cái hiệu này thì nó nhái theo cái kiểu của cọ Sima, nhưng mà bạn biết không, cọ Sima nó cũng có cái dạng cọ bự như vậy, nhưng mà cọ Sima cái lông cọ này thì nó hơi dày hơn cái này chút xíu, nó hơi ấy hơn chút xíu. Bạn thấy mình đối với cái giá tiền mà cái bộ cọ này thì bộ cọ này rất là rẻ. Nhưng mà xài cũng được. Bạn biết không, bộ cọ Sima một bộ là nó cũng cả trăm mấy đô, mà nó 15 cây vậy chừng cũng cỡ 100 mấy đổ lên, chứ không có rẻ, 100 mấy đổ lên chứ không có mà dưới 100. Cái này chỉ rẻ giống cái này, rẻ với lắm bạn, nhưng mà xài mình không thấy, hoàn toàn là không thấy đổ lông gì hết ha. Mình mới lấy ra xài nè. Chia sẻ là bộ cọ này mình cũng có bán ở trên Facebook của mình, nếu mà bạn nào ở Campuchia thì cũng có thể điện thoại mua được trên Facebook của mình, online thanh tiền makeup, thanh tiền makeup online. mình ơi, nó lộn luôn. Các bạn mà coi video của mình thường xuyên, nhiều khi mình cầm cái này cái má hồng, nhưng mà mình không có nói là cái má hồng, mình trong cái bụng của mình nói cái này má hồng, nhưng mà cái miệng của mình á, mình nói là cái món khác, mình không có nói là cái má hồng. Chắc có nghĩa là mình nghĩ mình lớn tuổi, mình nói lộn lẹo hay gì không biết sao nữa. Các bạn nào mà thường xuyên coi video mình thì biết mình ưa nói lộn luôn, đừng có trách móc mình ha. Ok, tới đây là mình xin chia sẻ bộ cọ này, tất cả là 15 cây hết các bạn ha. Mắt, concealer, phấn nền là cái cây này, nhưng mình suy nghĩ cái cây này mình không có mấy gì thích nó đánh phấn nền, nên mình suy nghĩ là nếu mà bạn nào mà không có mấy gì biết đánh thì cái cọ này rất là khó đánh đối với những cái bạn mà mới tập đánh phấn nền. Cọ này rất là khó đánh, nó không có giống như cái dạng cọ gì. Mình nghĩ cái cọ này bạn có thể là xài highlight chỗ này cũng được, hoặc là bạn highlight cái dạng mà cream cũng được ha. Còn mình đối với mình thì mình thích cái cọ này highlight lắm ha. Bạn biết không, nó vừa đủ với lại cái chỗ này của mình nè, đó bạn thấy không. Ok, bây giờ mình chia sẻ, mình nói tóm gọn là bộ cọ này 15 cây, giá tiền rất là ổn, không phải mà bạn mua của mình không đâu. Các bạn gái có thể tìm đến những chỗ nào mà có bán cọ, bạn nên mua một bộ cọ này xài. Nếu như mà bạn nào mà túi tiền không có gì gọng, nên tìm đến cái bộ cọ như vậy xài rất là ổn, giá tiền cũng rất là ổn ha các bạn ha. Ok, mình mong cái video này đem đến cho các bạn gái được nhiều niềm vui. Các bạn có thích cặp mắt này không? Cặp mắt này rất là dễ xài, rất là dễ xài. Mình xài phấn nền cũng của nó luôn ha. Chính nhất là mình xài primer. Mình rất là thích cái primer này. Nhưng mình chia sẻ cái primer này để dành cho da khô ha bạn ha. Còn đối với mà da dầu thì nó không mấy gì thích hợp, giữ rất là lâu, mình rất là ăn ý. Ok.
trước khi xài nó phải lắc lên. Thắng hà này à. Ok. Tới nữa là phải xài cây cọ này. Cây cọ mà mình nói mình thích hai cái hiệu của mình mà trên Facebook mình có bán ha. Rất là dễ xài ha các bạn ha. Son buồn. Số là 001004 hai cái ha. Cái 001 mua son son mua nướng so biết bị lơ nè. Ok hơi mua son son buôn nướng cái 004 mình ở dưới mình xức ở dưới đây ha. Cái concealer của Liều Loan này cũng dễ xài bạn. Nó rất là dễ, nó vậy mình khỏi cần ấy, mình mở ra là mình tới thế là mình xin chia sẻ bộ cọ này của mình có bán trên Facebook. Tất cả là 15 cây hang bạn. Bắt đầu mình chỉ cho các bạn xài cái cọ như vậy. Mình thấy là cái dạng cọ của nó là cái này cũng giống của Sigma bạn, nhưng mà của Sigma hình như là cái này của nó, cái cọ, cái lông cọ của nó hơi dày hơn một chút xíu. Cái này thì nó mềm hơn của Sigma chút xíu ha. Khi mình tán phấn nền, phấn phủ rất là dễ. Ok, bây giờ mình tới mình nói mình xài cái cọ này, trong bộ cọ này mình xài cái cọ này ha. Mình lấy Skin Phoenix dính trong cái nắp này ha. Mình sẽ lấy cái cọ này, rất là dễ xài. Tán đây cái cọ mà nó tròn ha. Cái này dẹp hay cái này nó tròn ha bạn ha. Ok, mình tạo khói. Trước nhất. Ok. Cái tạo khói của mình nó hết rồi, nó bể. Au. Ha, cái màu nó lợt vậy ha bạn ha. Ok. Ok. Tới nếu mình sẽ lấy cái cây cọ mà mình ấy dưới này nè. Hoặc là nếu mà bạn không xài cái cây cọ này cũng được, bạn xài cái cây cọ này nó dễ hơn, tại vì nó nhỏ nè bạn ha. Nó tựa giống như cái cây này ha. Cái cây này cũng mô lên nhọn, này cũng mô lên nhọn, nhưng mà cái này nó mô nhọn nhỏ ha. Ok. Tới nữa là mình sẽ tạo khói. Mới nãy là mình sẽ làm cho cái da mặt của mình nó nâu. Tới nữa là mình sẽ tạo khói, cái màu nó hơi sậm hơn chút xíu. Ok. Bắt đầu mà nếu mà bạn không biết, nếu bạn gái nào mà không biết cách mà bạn tạo khói thì bạn tới mình xài cây cọ. Trong đây không biết thứ mấy mà cây cọ nó vậy ha, trong đây nó có một cây cọ là như vậy. Ok ha. Tới đây là mình đánh hóa hồng ha. Cái màu ở đây mình xin chia sẻ Max Fat Aluminium Paper do chuột là biệt trang canon mặt chốt via. Ok. Ok,
khi mà mình thấy cái màu của mình nó hồng, nó đánh mà nó hơi đậm quá, mình lấy cái cọ bự nhất ở trong đây. Rất là mềm bạn, rất là mềm, ghẻ nhưng mà xài tốt. Đối với bộ cọ này là mình, cái này là mình mới nè, mình mới đem ra nè, mình không thấy đổ lông gì hết, không có đổ lông, không có gì hết trơn, xài rất là tốt, rất là êm. Mà đặc biệt là giá tiền rất là ổn. Có nghĩa là mình nói ổn sao, ổn có nghĩa là rẻ. Ok, tới nữa thì trong đây mình lấy cái cọ này luôn ha. Cái cọ này nó ấy cứng hơn chút xíu mà nó làm sao, nó nhỏ. Rồi mình lấy cái mà nãy mình ấy, cái mình tạo khói hai bên, mình lấy cái màu hơi lợt chút, mình tạo khói chỗ sống mũi này ha. Tới nên là mình lấy cái cọ mà nãy mình tạo khói bên đây mà nhỏ ha, mình sẽ lấy một miếng giấy mình chùi ra ha, hoặc là mình chùi trong cái khăn cho nó hết cái màu nâu đó, sau đó mình tạo khói là bên đây này ha. Ok, quên luôn chứ, mình highlight, xin lỗi vì nhiều cái mình nói lộn nói liệu lắm á, các bạn gái mà coi video mình ưa nói lộn lắm. Ok, tới là mình vẽ chân mày. Trước nhất là mình lấy cái cây cào chân mày, mình cào ra như vậy ha, cào cho cái phấn mà mình đánh nãy đó cho nó ra. Ok, sau đó mình xài củi liều lon ha, 62 ha, kẻ chân mày. Ok, một bên mình chưa vẽ, một bên vẽ rồi. Sau lại mình chia sẻ ở trong cái đuôi làm sao này, nó có cái chuỗi gì này, nó có cái cây cọ để mình cào cái chân mày cho mắt của mình ha. Rồi tới mắt, trước nhất là cứng, mình lấy Maybelline 24 Hour, mình tha đều hết. Ok, cái nãy là mình sức mắt màu ướt của Maybelline 24 tiếng đồng hồ ha, lên trên mắt rồi ha. Bạn đừng có suy nghĩ là cái mắt màu này bạn thấy nó ướt, bạn sức lên chút xíu, nhưng khi mà bạn sức lên rồi nó khô, nó giữ rất là lâu mà ha. Giờ mình xài cái cọ ở trong đó, cái cọ bự này ha, trong một bộ cọ đó luôn. Ok, lấy cái màu tím, màu đỏ tím này ha. Này ha. Sau đó tán. Ok, tới nữa mình xài lại cái cây cọ nhỏ này ha, trên đây ha. Cái cọ này rất là dễ tán đây mà cũng tán, nói chung là cũng dễ xài. Mình lấy cái màu hồng tím ở đây ha. Ok, ok. Nếu mà bạn không có thích cho nó ấy thêm nữa, còn mình thích cho nó như là cho nó bực thêm nữa, mình để cái màu vàng ở đây bự quá.
màu vàng này ha. Ok, mình sẽ ấy một chút xíu ngay trong cái đầu con mắt này, ấy xuống đây highlight á. Nếu mà bạn đi ban ngày thì mình thấy khỏi, tại vì cái màu vàng này á, nó vàng vậy lắm. Tới nữa mình sẽ dùng cây cọ trong đây, cây cọ tròn vậy ha, nhỏ vậy. Mình sẽ lấy cái màu nâu này, đây ha, mình thấy không? Ok, mình chấm vô một chút, tại vì cái màu này nó đậm. Ok, tới nữa mình sẽ lấy cái cọ vuông gì, cái cọ vuông gì mình chấm vô cái màu đó luôn. Cái này kia bằng tím than à, po à, nâng po. Lấy cái màu trắng ở đây. Ok, mình sẽ highlight cái này, rất là dễ. Và cái cọ này nó bự mà nó dày nữa, rất là dễ. Ok, tới nữa là mình sẽ kẻ eyeliner. Rất là dễ nha, cặp mắt này bạn cũng có thể đi ban ngày được, nhưng mà bạn đừng có ấy hai cái màu vàng ở ngoài, đừng có highlight cái màu vàng. Ok, xong xuôi rồi. Chỗ này dính cái tay. Bấm mi bằng cái bấm mi này ha. Sau đó mình bấm mi xong rồi, mình chút mascara này ha. Sau đó mình trở lại với bạn. Mình gắn lông mi giả luôn ha, mình mới trở lại với bạn. Để khi mình gắn lông mi giả, mình dòm xuống, khi mình để vô vậy, mình để một bên trước, để vô cho nó ngay chính giữa như vậy đi ha. Ha, bạn thấy ha. Bắt đầu cái mình để cho một bên cho nó ngay đâu đó đàng hoàng, nó dính rồi phải không? Ok, tới một bên nữa, mặt khang tiếp khơi nhỉ, vi chop à. Ok, như vậy là xong xuôi. Khi mà mình dán lông mi giả như vậy thì khi mà cái keo nào bạn thấy cái keo màu trắng trắng thì bạn sẽ nhìn thấy nó trắng trắng. Bạn sẽ lấy cái eyeliner này, bạn chấm nó lại. Ok, mình sẽ xài son của MAC cái màu như vậy ha. Mình chia sẻ nữa, Goya cũng có cái màu tự tự của MAC ha, nhưng mà Goya thì gắt kẻ hơn ha. Cái ở trên này Goya, cái dưới này MAC, cái ở trên này Goya, ở dưới này MAC. À lơ nó cứ Goya à khổm nó MAC. Po vi hiện sriền khnia. Ok, ở đây nhâm phở bô mát. Ok. Hi. Yeah.